Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục mình quay video để chia sẻ với chúng ta cái kinh nghiệm về cái sử dụng miếng tần. Thì video trước mình đã chia sẻ với chúng ta cái cách để chúng ta có thể là vệ sinh cái miếng tần sau một khoảng thời gian chúng ta sử dụng. Nhưng chúng ta biết á, cái miếng tần thì chúng ta sử dụng 24/24. Nếu mà chúng ta không vệ sinh cho nó thì lâu ngày cái linh kiện điện tử nó bị bám bụi, nó sẽ giảm cái hiệu suất, rồi dẫn đến là rất là nhiều cái sự cố sau này. Mình thì mình tự chế ra cái bộ lọc bụi, chúng ta thấy nè, chúng ta mình dùng cái miếng lọc của cái máy lạnh đó. Đấy, mình cắt và mình dán vào cái vị trí đầu vào của cái vị trí mà của cái miếng tần để mà thông gió đó, mình dán hai bên luôn. Thì sau vài tháng mình thấy đen, mình vệ sinh lại. Vừa rồi là mình mở ra mình cực kỳ đen luôn. Tuy nhiên là phía bên trong nha. Phía bên trong thì các linh kiện vẫn mới, vẫn sáng, vẫn đẹp bình thường. Đấy, chúng ta thấy nếu mà không có thì tất cả bụi nó chỉ chạy vào miếng tần. Đấy, mình đã làm vệ sinh sạch rồi. Thì trước khi chúng ta lắp vào, tôi hết sức lưu ý nha, chúng ta kiểm tra thật là cẩn thận các cái kết nối cho nó đúng, không cho phép sai nha. Mình khẳng định chúng ta, đặc biệt là ắc quy và cái lượng điện từ cái tấm pin xuống là không cho phép sai, vì đây là điện DC, DC không cho phép sai. Còn bên AC, nếu lỡ không ai chúng ta đấu sai một thì cũng không sao ha. Còn DC là bắt buộc là phải đúng. Đấy, chúng ta thấy. Rồi sau khi chúng ta đã kiểm tra xong rồi thì chúng ta cứ bấm test thử bình thường, ổn hết rồi chúng ta đưa vào cái điện cho gia đình mình sử dụng. Và trong video này mình cũng chia sẻ với ta một cái vấn đề mà nhiều người hết sức quan tâm, đó là vấn đề tiếp đất hay gọi là tiếp địa cho cái miếng tần. Thì bất cứ cái miếng tần nào á là nhà sản xuất yêu cầu chúng ta phải tiếp địa. Tuy nhiên không tiếp địa chúng ta vẫn sử dụng được. À, khẳng định chúng ta là như vậy. Tuy nhiên nếu mà chúng ta sử dụng không tiếp địa thì nó sẽ ra một số cái trường hợp nè. Thứ nhất, chúng ta chạm vào cái miếng tần chúng ta có thể bị giật. Cái thứ hai là cái đầu ra của cái miếng tần ở điện 220 đầu ra nè. Đấy, cái đầu ra nè. Có thể chúng ta dùng cái bút thử điện thử cả hai bên đều đỏ hết. Bởi vì trong quá trình sử dụng cái quạt nó quay liên tục, cái lượng gió nó di chuyển liên tục, nó sẽ không cân bằng về điện, về cái từ tính nó bị nhiễm đó, cho nên là dẫn đến là nó có thể là nó ảnh hưởng đến các cái linh kiện, làm cho cái linh kiện của chúng ta nó bị nhiễm từ, rồi sau đó là cái nguồn điện đầu ra nó không chuẩn. Cho nên á là chúng ta phải tiếp địa. Mình á thì tiếp địa trực tiếp vào trong cái khung của cái biến tần, bởi vì khi mình mở ra tất cả cái bản mạch ở trong cái biến tần á, nó ghi là cái điều là tiếp địa ra cái hộp này. Còn một số anh em á thì tiếp địa vào cái vị trí bìa bên tay trái nè của cái biến tần, nhưng thực ra là đây chúng ta xem nè, mình mở ra rồi cho chúng ta xem nào. Hoàn toàn cái đầu trong đó là họ không có lắp một công dây điện nào cả. Đây, thì làm gì nó có tác dụng để mà tiếp địa. Chúng ta có cho công dây này tiếp đất thì nó cũng không có tác dụng gì cả. Đấy, chúng ta hết sức lưu ý nha. Chúng ta tiếp đất trực tiếp bằng những cái con ốc của cái biến tầng này, và phía dưới nó có ghi cái, nó có một con ốc nè, phía dưới nó có một con ốc. Ở đây mình quay hơi không được rõ. Ở phía dưới đây cái này. Đấy, phía dưới nó có một con ốc tiếp địa, thì chúng ta chỉ cần nối một sợi dây vào và chúng ta tiếp đất thôi. Mình thì nhà tiền chế, mình tiếp địa bằng cách đơn giản là chỉ cần bắt vào nè, thấy không, mình khoan vào cái đồng tay nè là mình đã tiếp địa rồi. Bởi vì cái đồng tay của mình tiếp xúc với cái kèo và cái cột, tất cả đều chôn xuống đất hết, cho nên là tiếp địa đối với biến tần là ok. Còn nếu chúng ta cẩn thận hơn thì chúng ta tiếp địa theo cọc đồng, theo đúng chuẩn điện lực thì quá tốt rồi. Còn đây mình cái hàng nhỏ nên mình chỉ cần tiếp địa như thế là ổn. Thì trong video này mình đã chia sẻ với ta ha, thứ nhất là chúng ta thường xuyên làm vệ sinh cái miếng tần. Mình á thì những cái này mình hiểu, thì chỉ cần lâu lâu vài tháng mình thấy cái này dơ là mình vệ sinh cái này là được rồi. Còn nếu chúng ta không có cái hệ thống lọc này ở trong sẽ rất là dơ, cho nên chúng ta thường xuyên định kỳ ít nhất là một năm một lần nha. Chúng ta mở ra, chúng ta quét bụi và chúng ta dùng cái máy thổi chúng ta xịt thì nó rất tốt. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm dõi video, và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.